Em Hà xin chào mừng các bác đến với video tiếp theo trên kênh YouTube Hà Giảm Cân, nơi chia sẻ những kiến thức về giảm cân và sống khỏe. Video hôm nay em Hà sẽ chia sẻ đến các bác về cái chủ đề là khó ngủ và mất ngủ. Đây là vấn đề mà rất nhiều người chúng ta đang gặp phải. Tình trạng khó ngủ, mất ngủ, nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Về lâu dài chắc chắn sẽ khiến cơ thể của chúng ta suy nhược, sức khỏe của chúng ta sẽ đi xuống. Và sáng ra mình sẽ không thể tập trung tỉnh táo để có thể lao động và làm việc được. Cơ thể thường xuyên trong trạng thái lờ đờ, uể oải. Chính bởi vậy, video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bác những mẹo cực hữu ích để giúp cho chúng ta triệt tiêu cái vấn đề khó ngủ và mất ngủ. Làm như thế nào để đặt lưng cái là ngủ, ta ngủ ngon, ngủ khỏe, ngủ một mạch cho đến sáng. Sáng ra tinh thần sảng khoái, tỉnh táo. Thì sau đây mời các bác hãy cùng em Hà phân tích chi tiết hơn. Bí quyết đầu tiên để khắc phục cái vấn đề khó ngủ đấy chính là các bác phải đảm bảo rằng mình chỉ được phép nhìn thấy giường ngủ khi đi ngủ mà thôi, và phải chắc chắn rằng giường là nơi phục vụ cho việc đi ngủ. Mình không làm những cái hoạt động như là xem tivi, xem điện thoại, đọc sách báo hay là ăn uống ở trên giường. Giường chỉ là nơi phục vụ cho chúng ta đi ngủ mà thôi. Nhờ vậy, não bộ của chúng ta sẽ hình thành cái thói quen, cái suy nghĩ tích cực. Đấy là khi mà mình thấy giường là chúng ta sẽ bắt đầu buồn ngủ và mình sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Thế còn nếu như mà mình làm những cái hoạt động nó không liên quan đến giấc ngủ thì đâm ra lại hình thành những cái suy nghĩ tiêu cực, cho rằng giường là nơi để vui chơi, để làm việc chứ không phải là nơi để ngủ. Thế thì đâm ra lại khiến chúng ta khó đi vào giấc ngủ hơn. Thì đó là bí quyết đầu tiên. Tiếp đến bí quyết thứ hai, đấy là các bác có thể thực hiện một số những cái hoạt động để giúp cho chúng ta tinh thần thư thái, sảng khoái và đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Bao gồm ngâm chân với nước ấm, các bài tập yoga kéo giãn cơ thể, nằm gác chân lên tường, nghe một vài bản nhạc thư giãn, hoặc là các bác có thể uống một chút sữa nóng hoặc là một vài tách trà thảo mộc nóng cũng sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta thư thái hơn, qua đó sẽ giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn, khắc phục được cái vấn đề khó ngủ, mất ngủ các bạn nhờ. Tiếp đến bí quyết thứ ba, đấy chính là mình hãy rèn luyện cái thói quen đó là rời khỏi giường khi mà không thể ngủ được. Nhiều người chúng ta khi mà nằm trằn trọc, nằm lăn lộn mãi không thể ngủ được, nhưng mà mình cứ cố gắng, cố nằm để có thể ngủ, thì đây lại không phải là một giải pháp khả thi. Nếu như mà nằm trằn trọc trên giường trên 30 phút mà không thể ngủ được thì các bác hãy rời khỏi giường để tránh việc hình thành những cái suy nghĩ tiêu cực cho rằng giường là nơi gây ra cái sự khó ngủ. Các bác nhờ, mình hãy lưu tâm nếu như mà không thể ngủ được thì mình hãy rời khỏi giường để tránh việc hình thành những cái suy nghĩ tiêu cực. Tiếp đến bí quyết số 4, bí quyết để có thể chấm dứt được những cái dòng suy nghĩ cứ xuất hiện liên tục trong đầu khi mà chúng ta nhắm mắt đi ngủ. Đa phần chúng ta bị tình trạng khó ngủ, mất ngủ đấy là cứ nhắm mắt vào thì đầu óc cứ suy nghĩ miên man, hết chuyện A đến chuyện B, hết chuyện này đến chuyện kia, không thể nào mà ngủ được. Thế thì giải pháp để chấm dứt cái dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu thì trong cuốn sách Ngủ Ít Vẫn Khỏe, tác giả có chia sẻ một cái giải pháp, một cái mẹo rất hay để khắc phục cái vấn đề này. Đấy là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ tay suy nghĩ, và trước khi mình đi ngủ, mình hãy viết ra tất cả những cái điều còn sót lại, những cái suy nghĩ còn đọng lại ở trong đầu, từ suy nghĩ tích cực đến suy nghĩ tiêu cực, từ những cái vấn đề to đùng đến những cái vấn đề còn con vẫn còn vướng mắc ở trong đầu, thì mình ghi hết lại trong cuốn sổ này. Và các bác hãy lưu ý, đây là sổ tay và mình viết là viết bằng bút chứ không phải là sổ điện tử mình lấy điện thoại ra mình bấm bấm đâu các bác nhờ. Mình hãy chuẩn bị sổ tay, chuẩn bị bút và viết ra cái quyển sổ đấy. Sau khi viết những cái suy nghĩ ở trong đầu rồi thì mình đóng cuốn sổ này lại, sau đó mình cất vào trong tủ và đọc cái câu thần chú như sau: đã xong, hôm nay đến đây là kết thúc, đi ngủ thôi. Và đọc câu thần chú này 3 lần. Sau khi đọc xong thì các bác lên giường đắp chăn đi ngủ và đón nhận những cái kết quả vô cùng tích cực, giúp cho chúng ta không còn suy nghĩ miên man khi mà chúng ta đi ngủ nữa các bác nhờ. Thì đấy là một cái mẹo rất hay để khắc phục cái tình trạng là
cứ suy nghĩ liên tục khi mà chúng ta nhắm mắt đi ngủ. Ngoài ra, ở trong cuốn sách Ngủ ít vẫn khỏe này thì tác giả có chia sẻ đến hai cái dây thần kinh, đấy là dây thần kinh ban ngày và dây thần kinh ban đêm. Dây thần kinh ban ngày thì giúp đầu óc của chúng ta tỉnh táo, sung mãn. Thế còn dây thần kinh ban đêm thì lại giúp tinh thần của chúng ta thư thái, nhẹ nhàng để giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Và bí quyết để chuyển từ dây thần kinh ban ngày sang dây thần kinh ban đêm, đấy chính là mình tập trung vào hơi thở các bác nhở. Thì trong cuốn sách này tác giả có chia sẻ một cái kỹ thuật thở để giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn, đấy chính là thở bằng bụng. Cách thực hiện cũng rất là đơn giản. Các bác nằm thả lỏng, nằm ngửa thả lỏng trên giường, hoặc là mình có thể ngồi thiền với tư thế thoải mái. Sau đó mình hít một hơi vào bằng mũi. Và vì là mình thở, thực hiện kỹ thuật thở bằng bụng, nên là các bác phải thấy khi mà mình hít vào thì bụng của mình phải phình ra các bác nhở. Mình hít vào một hơi bằng mũi, sau đó mình thở ra từ từ bằng miệng. Sau khi thở hết không khí ra bằng miệng thì các bác giữ nguyên, mình nín thở trong khoảng 3 giây. Và sau đó mình lại lặp lại, hít vào bằng mũi, thở ra bằng bụng, giữ nguyên 3 giây. Sau đó lại tiếp tục hít vào bằng mũi, thở ra bằng bụng. Mình làm như vậy khoảng 3 phút thôi, sau đó các bác đặt lưng đi ngủ sẽ thấy rất là kỳ diệu, mình đi vào giấc ngủ rất là nhanh. Đây là cách mà em Hà thường xuyên áp dụng khi mà em bị tình trạng khó ngủ. Các bác hãy tham khảo ngay nhá. Ngoài ra còn có một thông tin về cái giấc ngủ rất là hay mà em Hà muốn chia sẻ cho các bác. Đấy chính là khi mà chúng ta khó ngủ, mất ngủ, thiếu ngủ thì nó không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng nếu như mà mình ngủ nhiều quá thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe của chúng ta đấy các bác. Một số nghiên cứu đã cho thấy những người mà ngủ càng nhiều thì tuổi thọ lại càng ngắn. Đây là một nghịch lý rất là khó tin phải không các bác? Nhiều khi mình nghĩ là ngủ nhiều thì cơ thể sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, phục hồi. Rồi mình cũng thường xuyên được nghe là một ngày nên ngủ ít nhất là từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ thì nó mới tốt cho sức khỏe. Thế nhưng một nghiên cứu tại Mỹ năm 1980 với quy mô rất là lớn, gần 1 triệu người tham gia, thì các nhà nghiên cứu lại cho thấy rằng những người chỉ ngủ trong khoảng 6,5 đến 7,5 tiếng một ngày là những người mà có tuổi thọ cao nhất. Thế còn những người mà ngủ trên 8 tiếng một ngày thì lại có tỷ lệ tử vong về các cái bệnh lý tim mạch cao hơn là 20%. Đây là một sự thật rất là khó tin phải không các bác? Các nhà khoa học giải thích rằng cái cơn thèm ngủ nó cũng giống như với cái cơn thèm ăn. Khi mà chúng ta thỏa mãn cái cơn thèm ăn của cơ thể thì chắc chắn là nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Và giấc ngủ cũng như vậy, khi mà chúng ta thỏa mãn cái cơn thèm ngủ của cơ thể thì về lâu dài nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta đấy các bác. Nên là các bác hãy lưu tâm điều chỉnh thời gian ngủ sao cho hợp lý nhất. Thiếu ngủ không tốt, nhưng ngủ nhiều quá cũng gây ra những cái ảnh hưởng tiêu cực. Các bác hãy lưu tâm. Như vậy em Hà vừa chia sẻ đến các bác những cái thông tin để giúp cho chúng ta khắc phục cái vấn đề khó ngủ và mất ngủ, cũng như một số thông tin thú vị xoay quanh về cái giấc ngủ. Em Hà cảm ơn các bác đã lắng nghe. Và nếu các bác thấy nội dung trong video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.